mất đức, sau này con cháu bằng ăn uống khá tàn gia tru dục của mình cũng tiêu luôn. Chứ đừng có nói mình tham lam hay là hung dữ này kia tồn tại đâu. Tôi nói đạo đức đó, đạo đức mà đạo mà không đức coi đạo đó đạo gì đó. Đạo phải có đức. Đạo tao là như thầy chùa tu rồi mà cuối cùng mà ông thầy ông ơi chứ đạo không đức không được. Con người mình phải tạo cái đức coi gì đó, nó khó lắm. Ở vậy cũng khỏe không? Bật đèn lên ông hai. Đúng cơm chổng hay gì ạ? Hả? Vậy hả? Để tinh thần nâng lên cái nhà ổng lên được gì là đỡ lắm rồi. Lên 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 cho ổng mát khỏe cho sạch sẽ chút. Ông hai ngồi xích vô chú qua đây. Ngồi ngồi đây nè. Ừ, ghế chú ngoài đó. Dạ được rồi. Uống trà đường không con kêu. Hai ly trà đường ha. Ờ coi sao nó không có nhà hay vậy. Rồi. Dạ. Thôi đi thôi được rồi. Rồi tình thương vết thương mà anh chú mấy chú mà giúp được bạn già tôi gì là tôi cũng mừng lắm rồi đó mà. Để lên thăm được sáng kiếm màu không không gặp nữa. Tôi bơi xuống. Dọc hồi ông ngồi trong nhà đút cơm cho chỉ rồi đâu có hay đâu. Ông hai ăn cơm chưa? Chưa. Chừng nào mới ăn? Trời ơi, tôi chiều qua tối mà ăn quá. Đút cho bà hai ăn cơm chưa? Chưa, chút xíu cho bà. Cho bà sớm. Anh đó, nó nói là giúp cho ông sửa sang căn nhà lại với cho ông cái xuồng. Vậy cũng đỡ, cũng mừng cho anh. Cô cũng được bị trước rồi, lính trước rồi. Chú nó giúp tôi rồi. Tôi mới chỉ với chú, tôi nói ổng, vợ bà ổng cũng mù nữa. Thôi coi xuống dưới, xuống hỏi tìm vợ thẹo cái là biết rồi. Nghe thấy nó cũng nhiệt tình để giúp cho chú bà vậy luôn. Bà ấy mua trên tiền, mua đi mô hữu chét. À. Mười thước cắt ra làm hai. Lấy cước hả? Tấm cắt ra làm cái bầu giới đảng. Còn à. Miếng dặn mua giới này làm. À, tôi mà vô coi để trong nhà tắm. Nó lấy chuột hả? Mà. Mất chuột. Luôn, mất tấm lưới luôn. Mất tấm lưới. Rồi mà còn cây còn á. Ủa là ông hai, ông nói là ông móc lúa chiết hả? Ừ. Là bao nhiêu ngày mới bán được bao nhiêu tiền? Đâu có bán móc ăn. Được, móc của là chả. Ăn móc thôi. Mua bao nhiêu mà bị tấm lưới biên cấp luôn? Mua có 10 thước lưới đen, lưới dây đen á. Cũng không mấy ngàn, 30 ngàn. Cô bán đấy ông ba ông vậy mà cũng lấy ông đó hả? Thôi được rồi. Đây lấy mấy cá vậy cũng nhớ cái nó đỡ cái khổ ra ông cái nó lạnh cái nạn không cho nó ông bớt cái khổ chứ phải không? Thứ gì cũng lấy cái gỗ mũ mà mua hai cái giờ còn cái đó để đây nha. Già cá lượm cụm rồi vậy đó. Cái gà nhỏ ăn tắp tắp hầm sao năm rồi nó lấy đựng cá lấy luôn cái gì trời ơi tôi biết mà cũng không khá nổi rồi đó sao kệ mình vào ngày ấy chợ coi đừng chữ mắng rồi kệ chú có chữ mắng rồi mắt thôi chứ nó mắt thôi bây giờ mình ai đó tôi cũng vậy trời ơi tôi mà thóc thóc cái gì cũng vậy là không có khi nào chữ má ông ai dẫn điếu thuốc không thuốc không à. Làm mấy đứa thuốc lo hút cũng nổi mà tôi hút cái này chữ nó nổi cái bóng đèn kỳ quá mát
ông để gì lụm cụm có khi nó mát à, anh không hay á. Đâu có dư điện đâu có đứt. Cái nồi cơm điện đó là ông hai dùng để nấu cơm đó hả? Nồi nồi cơm điện này nó đúng không? Dùng để nấu cơm đó hả ông hai? Cơm nấu nước. Trời ơi. Nấu nước phải là. Có nước đây, cứ để dưới đất vậy đó. Sớm đi dở dớ nhiều lừa nhiều cá không? Dở cá bãi cầu không ngon. Cỡ này là cá nó không đi lưới văng mà còn không biết ít. Lãi rồi mười mấy con. Chú quên nghe là ông hai có nhà mừng quá luôn. Đến giờ chuyện anh tỉnh đâu à, anh đi là đang thẹo. Mà không thấy ông ngồi thẹo. Nằm đây nè. Nằm dữ bà hai. Nằm ngủi lưng. Ngồi hoài chuẩn nấu à. Dạ, ngồi hoài là nó muốn phun cái lưng. Tôi vậy đó, mình nhờ bơi rồi thỏi đá là nó đỡ đó. Bơi tới rồi luôn, tôi bơi đường xa hơn anh chút. Quỳ như còn nhỏ tuổi hơn anh. Chứ lớn tuổi với ổng là chịu cũng nặng lắm à. 5-6 tài lứ là tính thăm 5-6 tầm thước á. Rồi bổ với thăm là từ 3 tiếng giữ. Bổ là lâu hơn thăm. Mà mang gốc ra nữa là thấy thua à. Ở miền Giang nó hên xui. Dùng bổ ở trên mình bổ không, ở dưới lòng sông mình đâu có biết. Máng nó thì là... Thảo Giang là hôm dính cả dám bự nó hơn nữa chứ. Dạ. Bán được 30 bài. Ờ nửa ký nó là 5-6 ngàn ký nhưng mà. À, ông hai còn đòi còn xin chiếc xuồng của chú bên không, xuồng cũ á? Không ai lấy xuồng mới, xuồng mua xuồng mới. Ừ, có nhà ở được. Nhà thì chú có này là lội hoài sao chịu nổi? Không ai lấy xuồng vô đó rỡ. Ông sửa nhà là được rồi. Phải không? Bởi vậy. Bây giờ cho nhà là không nhận xuồng hả ông hai? Cho cái nhà không nhận xuồng hả? Không có. Cho ông cái xuồng luôn đó đó. Cho sửa cái nhà ở ấm cúng cũng được, cũng mừng. Cho thêm chiếc xuồng nó chịu không? Cho ông thêm chiếc xuồng đó đó. Giờ ông tính đóng hay là ông mua BK. BK thì nó nhẹ mà ông ngồi lắc nó chuột trong dưới sông á. Rồi đi quen không rồi đi được, cũng đi BK cũng được đó. Đó giờ cũng 3 triệu rồi gì đó, 3-4 triệu rồi đó, chứ không hết đâu BK. Ông hai sợ tốn mà. Ừ, sợ tốn, cái này tinh thần có mạnh quân giúp. Mà đó là ý ông ấy xuồng mới không? Ta sửa cái nhà luôn. Cái nhà thì tôi sửa anh cúng rồi đó. Ừ. Dưới chú xuồng là ông bơi qua bơi lại cho ông lậu dưới chết luôn á, cũng như tôi hỏi. Không thao lắm rồi. Thì cái này là người ta giúp đỡ, nước ngoài người ta giúp đỡ, rồi con cháu nó ủng hộ cho mình đó. Sợ người ta tốn hả ông hai? Sợ người ta tốn hả? Rồi. Cái này tinh thần người ta giúp. Chứ anh có mua bán gì đâu mà anh sợ tốn. Thì vậy thì cũng ổn cho mình cái đời sống rồi. Mình đâu có dặn gì nhiều đâu. Đâu có dặn, phải không? Lấy 100-200 triệu gì không để ông dành ông nuôi già không sợ. Còn nay 5-3 triệu sẽ giúp mình cái tinh thần phải không? Đó, như vậy là mình qua lợi đừng có khi già yếu là. Anh tính ra tôi cỡ này mà ban đêm ngủ là rợp nó bẻ từ đây xuống đây nè. Mất vợ tôi nó xịt, nó đắm, nó bóp á. Nó rợp bẻ chứ, bị làm như cái máu già mình đó. Nó đau quấy, nó hơi lạnh, cái nó rợp bẻ đó. Không rợp bẻ vậy, không mua thuốc. Thuốc gì? Đầu ăn cái gì đó, dĩ đó, không muốn. Bà đơn hả? Tôi ngày nay tôi ra ngoài cũng quà lắm, mua tôi dĩ xuống cầu á. Không, cái này nó dợp bẻ không à, nó tê rồi, nó dợp bẻ không à.
Bị ba rồi nó bú nó không có khỏe. Cái bình trà của ông hai nè. Cái này là cái bàn trà nha cô bác anh chị. Bàn trà của ông. Bữa sáng để cho bàn uống. Để bình trà ông. Ừ, dạ, ông còn làm cộng bọn tôi nữa chú ơi. Rất khỏe lắm. Thì chú cũng giúp đỡ rồi, ổng vậy là cũng mừng lắm á. Giờ bạn già của tôi tới lui rồi nữa. Rồi để mình giúp chú xuồng, ổng giúp chú xuồng ngày nào là mình già mình chết thì... Dạ, còn rượu tôi nghỉ, con không uống. Tôi cũng nghỉ rồi quá. Giờ không uống nữa đâu, thì uống rồi, mình yếu rồi mình uống cái nữa là mệt chứ lắm. Còn sức thì anh ngủ được. Tôi giờ cũng nghỉ mẹ nữa rồi. Có cháu rồi. Ngày nay đi đám giỗ bển đám mà mãn tang con ông già Vũ tôi chở về nãy đó. Mới cho được bao gạo hả chú? Chục ký. Ở anh em đây đám tiệc rồi mời mình đi, người ta không có cho mua gì hết á. Mình tính mua nhang mua bánh rồi đó. Rồi thấy nghèo người ta không có dùng. Thì ra cúng lại cầu nguyện linh hồn người ta rồi từ giả rồi đem gạo ra rồi, cho người bao bao rồi cũng phí rồi. Cũng quý ha. Ừ, cũng quý. Cái nghĩa với nhau. Một bao gạo cho tôi với anh này hai chồng già vậy là ăn có nhiêu chú. Một ngày ăn mạnh gì một ký lô tối đa không tới đó, ba lon rồi chứ không tới ký. Là tôi còn ăn mạnh rồi, không biết anh hai còn ăn mạnh không ha. Tôi hả? Ăn được lon không? Tôi ngày lon. Tôi cũng vậy đó, một ngày cũng lon, sáng nữa lon, chiều nữa lon, vợ tôi nữa lon, hai một ngày có hai lon gạo à. 10 ký gạo là ăn cũng lâu á. 10 ký gạo là chạy ra là 20 ngày. Coi một ngày ăn hai lon là có nửa ký à. Vậy là 10 ngày đó, để sao? Mà nó đỡ dữ lắm, nó đỡ cái bệnh này đỡ con kia, mình có con cái tiêu hành tỏi hùng ngọt đó là chịu. Đó là chịu bó tay phải mua thôi, bán cá là giặt mình mua. Kính sạn ba cái quần áo cũ bỏ bớt. Cái để con voi nó coi người ta cho tôi. Coi cái nào mặc được, mặc không mấy là để không tốn xà bông nó làm gì. Với lại ẩm mốc nó lên. Ẩm mốc nó lên bệnh. Dữ bận. Dạ. Rồi chiều nay là ông hai ăn cơm gì? Tôi cơm. Bà hai? Bà ăn cháo thịt nữa. Ăn cháo nữa, tiếp tục nữa. Bà cháu vậy chiều, ông bà ăn cơm. Sáng hình ảnh mà con thấy được đó là ông hai đút bà hai cháu nhìn thấy. Thì vậy đó, cũng như đứa con vậy, vậy. Vợ chồng thương nhau rồi lúc trở thì già này chú tính đi. Bà nuôi ông nuôi bà vậy đó, có gì rồi bà ngạc không bà thấy được rồi chịu rồi. Là ông nuôi là suốt luôn đó. Vợ chồng thương nhau là lúc trở về già hả chú? Ờ, vợ già cá làm ra mắm mà vợ chồng già thương lắm mình ơi. Bởi vậy nuôi giao với ai nuôi, vợ con thì nó lo đó, dòng nghèo đó, thì nó lo thảo tành, nó mưu sinh cuộc sống nó nuôi con cháu mình mà nuôi cho, không nổi. Cho thôi. Dạ chú anh nói lại câu đó rồi. Chú anh nói lại câu đó con nghe với. Cá làm ra mắm hả, vợ chồng già thương lắm mình ơi, thấy thấm hút không. Chứ phải cá làm ra khô thì không được. Cá làm gan khô thì sao chú? Vợ chồng già thương không có vô. Đó, vậy đó. Rồi đây cá làm ra mắm, vợ chồng già thương lắm mình ơi. Mà bà hai là thấy ông hai là thương dữ chưa? Dạ. Ông hai thì ông thương nhiều rồi đó. Ông hai, vợ chồng con cá làm ra con khô hay là gà làm ra con mắm? Ông hai, tầm bậy mình làm.
không đúng đắn là tội lắm. Rồi bởi vậy con mắm mà ông ông làm con mắm cũng vậy đó, con mắm mà nó không ngon rồi đó là nó chở nó sinh chảnh nè. Là do nơi trời Phật định thôi. Bởi vậy chứ mình đừng có làm cái chuyện ác. Đúng rồi, mình là không tu đi nữa, mình làm lành làm hiền cái giữ mình ở gia đình mình được rồi, Phật Thích Ca tại nhà mà. Là ông hai giảng cái đạo đó con nghĩa con hiểu với tội sao? Ừ. Tội sao con không hiểu? Sao? Ông hai mới vừa nói là tội lắm, không phải là tội lắm là sao? Làm ác đó, làm ác mình cũng như giết người, không có cổ đức, mất đức, sau này con cháu mần ăn không khá tàn gia tru lục rồi mình cũng chi luôn. Chứ đừng có nói mình tham lam hay là hung dữ này kia là tồn tại đâu. Bởi ông hai thấy cuộc sống mình giờ đủ chưa? Ừ. Cuộc sống của mình bây giờ mình đầy đủ chưa? Mình có mong ước gì nữa không? Không. Giờ mình mong ước rồi, có cái có gạo ăn rồi. Có gạo. Mãi hơn rồi. Còn chú Bình? Tôi theo tinh thần tôi cũng vậy đó, lớn tuổi bây giờ tôi chỉ mong ước là mạnh giỏi, là làm ngày nào sống ngày đấy, là có gạo ăn, có cá ăn được rồi. Dạ. Sống đây lát hàng ngày, tới đâu tính tới đó. Dạ dạ giờ. Được, con ngồi dưới được. Chứ chú tính bây giờ đua trang gì tuổi đời mình như tuổi trẻ thì nó đua trang được, như tôi già gì đâu có đua trang gì nổi nữa. Chỉ mong là bằng ngày nào sống ngày đấy nó đủ rồi đó, mà nó nghỉ bệnh đau nghỉ bữa hai bữa là thấy thiếu rồi đó, nó khổ rồi. Con thì nó cũng nghèo đi bằng thứ cha đó, chịu vợ chồng già nhau là vợ đau thì chồng nuôi, mà trời chồng nuôi đau vợ nuôi thôi, chứ nhắn tới con về tới nhà mình chết mẹ đó rồi. Bây giờ tôi nói chồng đau vợ nuôi, tôi ai nuôi? Như ông bà mù rồi sao ai nuôi? Trời bác nuôi tôi chứ không có vợ con nuôi. Sao vậy ông hai? Ừ. Sao vợ con không nuôi được? Bà mù nuôi vậy rồi trời Phật độ mình mạnh giỏi. Ừ. Tôi nuôi vợ thôi, tôi làm đúng đắn thì trời Phật ủng hộ tôi. Bởi vậy tới số thì chết thôi chứ bây giờ không có đường nào nữa. Tôi dạ. Thấy giờ cũng khỏe không ơi. Mỗi lần tôi còn đau ấy mà không có đau cũng thường thôi chứ không có gì. Tôi cũng như anh vậy chứ. Nhờ vậy đó. Không có bệnh hoạn thì chứ phải bệnh hoạn đó đó là thôi là tiền đâu mà lo nổi. Mình hiểu lương đạo đức thì nói đau thì đau chứ ai cũng đau mà đau mình tầm thường thôi. Mình uống vô liều hay liều hết à, lỡ vậy đó thì trời nuôi là lòng ngay dạ thật mà trời nuôi nó chứ không đâu có cái gì mà mình đừng có đua chen rồi mà không có khách rồi khách xạo rồi này kia thôi. Coi chứ ông nói đừng có thấy người ta cho mà mình ham đòi hỏi này kia. Đúng rồi. Cũng tội. Thà người ta cho như cho chứ không có. Đúng rồi. Mà mình đòi hỏi. Chứ đi dám đòi hỏi gì giờ cái tinh thần á. Chứ ta cho thì lấy, không cho thôi chứ đừng hỏi xin. Dạ. Anh em bạn già hữu hỷ nha. Vậy ông hai nói mà bùi hồ là có nhớ được hai cái câu mà bốn cái câu mà trong cái sấm giảng của Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo á, cũng khá là hay mà mình chiêm nghiệm lại thì nó đúng. Giống như chú Vân nói là cái câu là hóng hách mà giàu mà hóng hách quá thì một thời gian cũng không còn. Dạ, không? Ông trời ông lấy cho đi không thấy mà lấy lại cũng không hay. Là nữa là có hai cái câu mà Bùi Hồ muốn nhắc lại, đó là giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Có nghĩa là giàu sang mà không hách quá thì khiến bệnh hoạn cũng mất hết à, không còn được gì đâu. Hoặc là hai cái câu mà trước đây Bùi Hồ cũng có gặp một ông thầy Hốt Thuốc Nam mà Bùi Hồ có hỗ trợ cất một cái ngôi nhà đó, thì ông có nói cái câu trong Phật Giáo Hòa Hảo đó là luật nhân quả thật là cao diễn,
Cổ Chí Kim chẳng sót một ai. Cuối cùng là chỉ còn tội với phước thôi. Để mà chết mình cũng nắm hai bàn tay trắng thôi, chết, chết đem thì cũng hai bàn tay trắng thôi. Nên là nữ là kiểu ông hai với lại chú Bên là những người mà đã có tuổi rất lớn rồi, hiểu rất rõ về cái sự mà tuổi già nó phải nói gọi là gần đất xa trời. Đúng rồi. Ai rồi thì cũng phải trở về với cát bụi, với đôi bàn tay trắng. Tuy nhiên thì để lại đó chính là không phải là đó chính là những cái tiền bạc nhiều mà trong cái sự gian dối mà có, mà đó chính là cái tinh thần đạo đức, cái giá trị của nhân văn. Đúng rồi, đúng không chú Bình? Đúng rồi. Đó là tên là đức thoại. Ta nói đạo đức đó. Đạo đức mà. Đạo mà không đức cái đạo đó đạo gì? Đó. Thì sao? Đạo không có đạo tao là như thầy chùa tu rồi mà cuối cùng mà ông thầy ông ơi chứ đạo không đức không được, con người mình phải tạo cái đức coi gì đó, nó khó lắm. Mình tạo đồng tiền nó dễ mà tạo cái đức nó khó. Tiền bạc không có chút xíu không thiếu gì, còn cái đức hạnh là cái tốt đẹp khó kiếm lắm, coi gì chứ mua không được luôn. Nói hồi xưa ông bà cũng thường nói giàu có đức mà sức. Tôi nói thiệt với chú, con mắt của tôi ha, tôi thấy đường hồi đó sao bây giờ ý gì thì cũng hồi nhỏ chứ không thấy gì đâu. Anh nhờ còn Sáu Kim được không anh hai? Được. Tôi cũng còn Sáu Kim. Ngày hôm nay thì phải nói là Bùi Hồ ngồi trong một cái ngôi nhà mà tính về giá trị về vật chất á, thì đây là một ngôi nhà gấp nát của một ông bà cụ sống trong cái cảnh nghèo ở cái tuổi già. Tuy nhiên tính về mặt giá trị về tinh thần, về đạo đức thì chắc có lẽ là Bùi Hồ đang ngồi ở trong một cái nơi nó rất là giàu sang. Giàu về góc độ về tinh thần, giàu về góc độ về đạo đức và giàu về góc độ về giá trị về nhân văn. Có con người ví dụ như chú Bên và ông Hai có thể là nghèo để mà đi kiếm mưu sinh từng ngày, nhưng mà cả bản thân của chú được, hai chú được rất là giàu về cái sức khỏe. Và cái sức khỏe đó chính là trời cho chứ không ai cho được. Có những người họ giàu nhưng mà họ chỉ cần 50-60 tuổi là họ nằm xuống, họ nằm đó và chờ đợi cái ngày ra đi thôi. Mà đối với hai chú là phải nói là chắc có lẽ là giống như ông Hai nói là chắc có lẽ là trời ban phước lành. Còn đi lao động được mà. Còn đi măng cái này măng cái kia rồi được mà. Tôi thấy vậy á, chứ đây tôi đậu vô tới trong đồng trống tôi đặt giớn cũng được. Rồi tôi không có lạc biển cá rồi gạo mất quá tôi đặt hoài ngày vậy bà. Ông Hai nói câu hay quá. Tiền bạc thì dễ kiếm nhưng mà đạo đức thì khó tìm. Đạo đức thì khó tạo dựng nên được, đúng không ông Hai? Đúng. Chú Bên cũng vậy nữa. Phải nói là hai cảm ơn hai chú đã cho con ghi hình cái thước phim này. Mục đích hôm nay là đến đây để cho chú Bên chia sẻ với người bạn già của mình được cái ngôi nhà ấm cúng để chăm cái người vợ của mình ở trong cái ngôi nhà mới nó đầm ấm hơn. Nhưng mà thôi thì dù sao phước lành cũng đã đến rồi ha. Cũng chúc cho ông Hai sớm được có được cái ngôi nhà mới. Chúc cho chú Bên sẽ hàng ngày có đầy đủ sức khỏe lên đên trên sông. Mặc dù là tiền bạc kiếm không nhiều nhưng mà mong sao là sức khỏe có hai chú luôn đó. Rồi vào sức khỏe đến trăm tuổi già thì cũng phải đi theo. Dạ, trăm tuổi già nó vẫn có những cái sức khỏe dồi dào mà nó không lưu luyến gì cả. Đúng rồi. Nên là nữ là bản thân Bùi Hồ là người chia sẻ đoạn clip này thì cảm thấy rất là vui. Rất là vui vì được chia sẻ, biết đâu đó rằng nó sẽ nhân lên cái lòng yêu thương cũng như là cái lòng từ bi của tất cả mọi người. Cảm ơn chú mời đó tinh thần tôi già tuổi lớn rồi. Có người lại nói trời ông này sao nó thấy ông không thấy già trời, thấy ông trẻ rồi sao không già, lớn tuổi rồi nó không già gì lớn tuổi đều họ xa mình biết mình mạnh giỏi cứng cỏi rồi vậy đừng mất tao phải nói thôi đó, đó là không nói, qua không nói ai tai nạn mình hết chứ không có gì đâu. Mình tôi không có sợ gì đó ai không có chữ bới rồi nha.
đừng có chữ, mình chữ mất tội rồi sao? Chữ. Gạo cũng mất, gạo từ thiện tao cho để đây, để đây sợ dưới chuột ăn mới làm cái đóng cái bàn để trên này đi bắt ốc cho vịt ăn. Tại sáng đi bỏ nhà bỏ ra phía đường bỏ bao đi 8-9 giờ về nó bỏ bao. Rồi. Đây là những cái bài học mà phải nói là mười hồ không, dù cho có tiền cũng không biết là học như thế nào. Chỉ có những người mà dày dặn kinh nghiệm như chú Ân với lại ông Hai mới có thể chia sẻ như thế này. Đúng rồi. Ngồi đây chứng kiến nghe được thì mình cảm thấy mình hạnh phúc ha. Thôi bây giờ chắc có lẽ là con cho chú về để chú đem cá về. Đúng rồi. Dạ. Rồi. Trước hết thăm anh Hai cũng lấy sức khỏe là anh em mình tới lui gặp gỡ ra đây. Với bà cậu bằng nhau có tiền được. Đúng rồi. Rồi con gái anh mình khỏe. Sống cho đời. Đó vậy đó anh ơi, chứ biết sao giờ mình là tại cái số mình là cực rồi mình phải chịu thôi. Mà mạnh giỏi được rồi, đừng đau ốm được rồi ha. Ha anh hai. Rồi chứ bả mù nói tôi mất cái quả, quả gì vợ chồng vậy, bả mù phải nuôi chứ. Sống toàn thôi chứ. Căn quả, đặt đi vợ chồng, người này bệnh rồi người kia nuôi căn quả gì. Bởi vậy, tại ta không biết người đời và hơi sức nào không trách. Nói không có tầm bậy không ơi. Bởi vậy thôi đi. Kệ ta nói ta tội ra chứ mình đội sao chợ. Hai người đau hết rồi thì sao? Bởi vậy. Tôi thấy nhiều rồi đúng không? Trời ơi, vợ chồng là lúc đau ốm có nhau, mù đuôi thì mình cũng dám nuôi.